Rồi đây. Ta nhập không tại B trong bảng. Nó xong trên nail đây là cài trên máy thật luôn chưa không bấm điện thoại nè. Bạn cứ tạm như thế. Đây là mình sẽ nhận tạo cái thẳng trên máy thắt luôn. Cái này còn tạo boss. Nhớ boss này đây là trên chuẩn legacy, nếu trên chuẩn mà UEB các bạn sẽ có một boss UEB, các bạn nhớ cái đó các bạn phải chọn phát ba. Con boss này có thể tạo được, không tạo được.
thì các bạn tạo cho thêm một hôm cho nó. Ok, xong như thế các bạn nhớ trên các bạn phải tạo một phân vùng trống, xong các bạn phải tạo như thế này chúng ta mới cài được. Continue. Các bạn chọn lại múi giờ hay gì đó. Đây tên nè một quốc đó, các bạn đưa như thế thôi, đợi chạy xíu nó xong. Đơn giản không? Nhớ khi tạo trên chuẩn UAP các bạn nhớ phải tạo thêm một boss AFP, rồi trong đó các bạn nhớ phải là phát 32 nó mới chạy được. Các bạn đợi xíu nó sẽ chạy xong. Chúng đơn giản. Bạn nhớ khi tạo trên mới thật là các bạn tạo con vùng trống, bộ gì trống khác nha. Đây trên tại trên mới ảo của mình có đĩa có 20 nên mình chia như vậy đó. Các bạn tạo trên mới thật thì các bạn phải tạo một con vùng trống có cỡ 20 cũng được. Rồi các bạn phải làm như vậy. Chứ đừng cho khi chứ đừng có cài đè lên kia là mắc hết win rồi luôn đó. Thông minh xong bài này mình sẽ làm một bài Linux admin hoặc là Ubuntu Mai. Sao ta sao nên yêu thương sao lên nên yêu thương chặt đến ai thì ấy cái này.